Trong khuôn khổ chương trình hội nghị tỉnh ủy lần thứ 13 đã diễn ra lễ trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng của Ban Tổ chức Trung ương cho đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Được và đồng chí Bí thư Huyện ủy Đức Huệ Trần Thanh Phong, đồng chí Bí thư Huyện ủy Cần Giuộc Trương Thanh Liêm. Vì đã có đóng góp vào sự nghiệp tổ chức xây dựng Đảng, được biết đợt này Long An có tổng cộng 9 đảng viên được trao tặng kỷ niệm chương nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng Đảng 14 tháng 10 năm 1930, 14 tháng 10 năm 2023. Ngoài ra, tại hội nghị, tỉnh ủy cũng họp mặt chia tay các đồng chí nguyên ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy viên đã nghỉ hưu chuyển công tác.